Kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay kéo dài 4 ngày. Đây được xem là cơ hội để các khu du lịch thu hút khách trước khi kết thúc mùa du lịch hè. Nhiều điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có sự chuẩn bị kỹ cũng như đầu tư thêm các hạng mục mới với hy vọng sẽ có kỳ nghỉ lễ thu hút khách. Ghi nhận tại huyện Tân Phú. Khu du lịch Suối Mơ tại huyện Tân Phú được biết đến là điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Đồng Nai. Nhờ nguồn nước chảy tự nhiên, trong mát và không gian vui chơi lý tưởng nên được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh lựa chọn. Dù chưa đến lễ nhưng thời điểm này, lượng du khách đến khu du lịch Suối Mơ tăng từ 60 đến 80% so với những ngày bình thường. Chị nghỉ hè qua đây cũng thấy là ở đây là chỗ rất là hợp để nghỉ hè, vô gia đình ở đây chơi mát, này không khí thoáng đãng, nước sạch, ở đây khu chơi ở đây này lớn nữa, giá lại rẻ nữa chú. Hè thì đưa tụi nhỏ đi chơi cho nó gọi là có cái không khí hè, rồi nó xuống đây thì thấy nó mát mẻ, hợp được. Nếu mà nói về thời tiết này thì hè ở đây là mát. Để phục vụ du khách trong dịp hè cũng như kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay, khu du lịch Suối Mơ đầu tư nhiều hạng mục để du khách tổ chức các hoạt động picnic, vui chơi dưới nước như là tắm hồ bơi, tắm thác, chèo thuyền sup. Đặc biệt Suối Mơ còn đưa vào khai thác công trình bãi biển nhân tạo hấp dẫn với kỳ vọng sẽ đón lượt khách trong dịp lễ để đạt mục tiêu đón khoảng 100.000 lượt khách trong cả mùa hè. Trong cái dịp này thì chúng tôi cũng đã đưa vào khai thác cái giai đoạn 2 của khu bãi tắm biển nhân tạo. Với tổng diện tích, với tổng chiều dài của bãi biển nhân tạo khoảng hơn 500 mét, trong đó diện tích có thể khai thác, có thể tắm được là khoảng 100 mét bãi cát và không gian khai thác khoảng 10.000 mét vuông. Đây dự kiến sẽ là một trong những cái điểm nhấn thú vị để phục vụ cho du khách tham quan. Không chỉ khu du lịch Suối Mơ mà một số điểm du lịch nghỉ dưỡng lý tưởng khác trên địa bàn huyện Tân Phú như vườn quốc gia Cát Tiên, Ocean Home, Glamping Phú Điền cũng tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn để phục vụ du khách trong dịp lễ này.